Không, em không về, em không về Mông Cổ. Ca các tiên kiều em không về, trên mãi theo cực hình. Cổ Thạch Xuyên, nếu tiểu thơ còn thương giấc của tên nâu lệ, thì xin tiểu thơ về lại với quê. Ở lại đây càng thêm mơ khổ, tôi cũng không còn gì tất cả. Người tiến đưa ta về lại quê hương với cát trắng bụi mờ, với ba ước mơ đã tan thành sụp đổ. Mặt trời lên cao, em mây lo thu xếp lên đường. Mai một đây thì ra trận chiến tàn, anh sẽ về bên em mà một và sẽ mua quà về tặng riêng cho em. Đường quang sáng còn xa xăm dịu dời, ngựa tròn chân đang nghi dỗ bên ngoài. Xin tiêu thơ rừng tan lại nơi này, ôi ngắm người sao người còn thương nhau mấy là còn khổ mấy nhiều. Một phút xa rời lòng chợt thấy quặn đau. Thật tiên kiều, tại sao em khóc? Không biết nữa, chắc có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu nhưng một người là ai? Tại sao em khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ thôi hết rồi. Anh chú xa yêu
nhau là có tội phải không anh? Không yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu nay anh thầm mơ mấp mãi trong. Giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương ngày kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiu trong lửa tuổi đây. Muốn nói với một người nỗi đau sầu gì. Cũng như anh em là kẻ ngày chinh phạt đêm ngủ trên yên ngựa. Dạo hiểm ra nguy chưa bao giờ biết sợ sao bỗng nhiên. Yêu chú sao anh đã yêu và vì yêu mà đau khổ thì chắc hẳn rằng anh hiểu được lòng em. Em muốn bỏ yên thương rời đau tim xóa tóc mây tô má thắm môi hồng. Có phải là người ấy em kể không? Người ta vẫn hận hờ và xem em như kẻ là người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hận hờ xa lạ thì còn gì niềm đau đớn nào. Quý tân an mà nhân giảng lý sang tình cấm ninh nên tình đành tiếng giàu. Tóc mây quằn quại mãi trong gió lòng như lòng của em đang bao động tới mời. Tiếng kêu ơi sao chiều nay bỗng nhiên anh lo sợ những đánh mất một cái gì mà yêu quý nhất. Nếu một mai giữa chiến trường anh gục ngang